Vâng. Anh quay rồi à? Vâng, thế thôi bác cứ giới thiệu trực tiếp cho cháu thôi. Thì khu đất nhà mình mấy, ví dụ như là mình muốn xây ở khu vực nào, hướng như nào đấy. Cái đấy thì để cho cháu nó nói, nó làm. Vâng, em hỏi trực tiếp anh Tuấn Anh nhá. Thì khu vực đất nhà mình đây rất chi là rộng, thoải mái, vuông. Quá rộng luôn. Giờ thì xây nhà vườn quá tuyệt vời. Thì anh Tuấn Anh muốn xây dựng ở khu vực anh muốn xây cái góc nhà quay hướng đông nam, từ góc từ cây xoan đấy. Vâng, cây xoan hắt ra đến cây. Vâng, từ cây xoan hắt ra đến khu vực này. Nhà mình là diện tích 160 m². Vâng. Thì từ cây xoan thì anh có để cách tường ra mấy mét? Cách ra ngay chân bờ chuối ngay chân. Vâng, chỗ cây chuối đấy tầm 3 m. Vâng, 3 m. Đấy. Thì đất thì quá đẹp thôi, đất thì nhà mình đất thổ rồi. Đất đâu cũng được mà. Vâng, không, em bảo phương án này làm gì được. Thì móng thì em lên phương án cho anh móng băng rồi. Tại vì đấy, mình anh không... Thủy quay khu đất này cho em. Tại vì mình không muốn xây sát ở kia để sau này mình trồng rau rất các thứ. Vâng. Vâng. Khoảng tầm 3 mét sát bờ tường đúng không ạ? Vâng. Còn giật từ gốc cây xoan thứ hai kia đúng không? Giật ở đây. Cây xoan thứ hai giật đến đây. Chắc là điện mình có mở một lối mới lên ở chỗ kia không, hay là mình cái cổ điện cái đúng không ạ? Anh chủ quay sang đây hay sang xem. Vì khu đất nhà anh Tuấn Anh rất chi là rộng và chúng tôi lên phương án cho anh là khu vệ sinh nấu ăn anh chúng tôi tách riêng cho anh sang khu bên cho nó sạch sẽ, rất chi là sạch sẽ và thoáng mát. Vâng, tách riêng sang bên này. Vâng, rồi xin cảm ơn các bạn.